Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn anagen. Trong cái giai đoạn này nè các bạn, là những cái chất dinh dưỡng bắt đầu được đưa lên những tế bào chân tóc để nuôi dưỡng tóc phát triển không ngừng. Rồi đến giai đoạn nghỉ ngơi thì lúc này là bắt đầu là chân tóc đó, bắt đầu những tế bào mà nuôi dưỡng nó chết dần đi. Lúc này là tóc không dài ra thêm ha. Thì cứ thế nó duy trì cái cấu trúc đó trong vài tuần thì nó sẽ chuyển qua giai đoạn thoái hóa. Tóc nó sẽ bắt đầu là gì? Rụng đi. Thì cái giai đoạn tăng trưởng nó kéo dài từ 2 đến 7 năm. Giai đoạn nghỉ ngơi nó kéo dài một vài tuần mà sau đó sẽ rụng. Thì ở đây cái giai đoạn tăng trưởng đó các anh chị thì mình thấy rõ ràng là trong khoảng thời gian dài từ 2 đến 7 năm, nếu mình không có đưa kéo làm sắc tóc thì nó có thể nó già liên tục. Thì lớp ngoài cùng của tóc là lớp biểu bì, nó gồm nhiều cái lớp tế bào nó chồng lên nhau ha, từ 6 đến 10 lớp tế bào xếp chồng lên nhau. Thì không có vấn đề là nếu mà anh chị muốn dưỡng tóc á thì những thuốc dưỡng bắt buộc phải thấm vào lớp biểu bì này để vào lớp thân tóc. Thân tóc thì nó chỉ là các cái protein dạng sợi với các melanin tạo ra cấu trúc và màu sắc cho tóc. Thì để mà chúng ta thay đổi được cái màu tóc thì bắt buộc là những thuốc dưỡng này phải đi vào trong thân tóc và có thể bắt đầu màu tạo ra màu tóc. Rất trong cùng nghĩa là tủy tóc ha. Thì những cái protein không có đẹp hình dáng, tuy nhiên sợi tóc nó có thể thiếu cái lỗi này nè nhưng mà nó vẫn phát triển được, vẫn sống được. Thì tóc được chia làm ba dạng tóc tùy theo cái độ ẩm mà tóc được cung cấp bởi các cái tuyến ở dưới chân tóc, là tóc bình thường, tóc khô và tóc nhờn. Thì tóc bình thường thì cái lượng độ ẩm của nó vừa phải, còn tóc khô thì cái độ ẩm của nó thấp hơn. Còn tóc nhờn thì lượng độ ẩm ra đến nó rất là nhiều. Thì những cái nhóm mỹ phẩm chăm sóc tóc thì mình có thể chia làm rất nhiều nhóm, trong đó hai nhóm cơ bản là nhóm làm sạch tóc và nhóm dinh dưỡng, hai nhóm dưỡng quan tâm, nhóm chờ kiểu, nhóm làm bóng tóc thì nó thuộc cái nhóm mỹ phẩm trang điểm, và nhóm phá tóc nó gồm những cái chất là làm ảnh hưởng đến cấu trúc của tóc, làm suy giảm cái tuổi thọ của tóc như là thuốc nhuộm hoặc là các hóa chất mà giúp làm thay đổi cấu trúc của tóc, dạng như mỹ phẩm dầu nên tóc xoăn thành thẳng và ngược lại. Các dạng mỹ phẩm khái niệm mình đã nói rồi các anh chị, thì cái dạng bào chế cũng có thể là dạng dung dịch, thì các thành phần được tan trong dung môi các anh chị, nó có thể là phân cực của phân cực. Thì trong một số thằng thì ở dạng nước thì nó có thể có cồn, trên thông thường là để một số sản phẩm nó có thêm cái nhãn hiệu không có cồn cho mình. Thì một số nước như Anh, Mỹ thì lâu xanh nó còn có cái nhóm sản phẩm đó là dạng nước kết hoa hồng, thì nó chứa những cái tích tan trong nước. Thì nước có hoa hồng là vai trò chính của nó là cái nước hoa hồng đó các anh chị, thì nó cũng thêm được loại dạng dung dịch. Thì cái đặc tính chính của nó là nó không được pH cho cái lớp da của mình. Thì dạng thứ hai là dạng nhũ tương, nói đến những cái sản phẩm nhũ tương nghĩ ngay đến là có hai pha khác nhau đang trộn vào nhau, thường là pha dầu và pha nước, và đi kèm trong đó thường mình có những chất nhũ hóa giúp tụi nó phân tán đều vào nhau hơn. Mình có hai dạng nhũ tương cơ bản là dầu trong nước, dầu ít nước nhiều và nước trong dầu, nước nhiều dầu ít. Thì các loại cái chất nhũ hóa mà có thể như chất tự nhiên, carbohydrate, protein, steroid, vân vân, và chất tổng hợp hay bát tổng hợp và những cái chất nhũ hóa dạng rắn. Thứ ba là mỏng dịch các anh chị, thường những cái chất rắn có đường kính lớn, lớn hơn phân tích một ba lần, và nó sẽ phân tán đều trong hấp dẫn. Những dịch này dễ tích lớp, không cần lắp để sử dụng. Thì là khi lắp thì phải sử dụng, khi sử dụng mình phải lắp. Kem, sữa, huyết thanh và dầu, những cái thằng này các chị đã đọc rồi. Thì đây là những cái dạng thường gặp nhất ha. Và những một sản phẩm thì mình cũng có rất là nhiều những sản phẩm, nhiều người tai, nhiều cho mặt, phấn son, vân vân. Thì mình sẽ tập trung vào các cái dạng mỹ phẩm chính là sữa rửa mặt nè, nhờ sữa bỉ tế bào chết. Thì các chị nhớ là thành phần thi mình tập trung về nhiều sữa tế bào chết, lau xanh hay là nước hoa hồng hay là kem hay là cát, vân vân, mình ra lượt vào từng cái. Sữa rửa mặt
thì mục đích của nó là sẽ tẩy hết bụi bẩn, chất bám, mồ hôi, thậm chí cả những sản phẩm trang điểm. Nó sẽ làm thông thoát lỗ chân lông, ngăn ngăn người mụn. Thì mình sẽ có hai nhóm ở đây á, từ tạo bọt thì hai nhóm là làm sạch tạo bọt và làm sạch không bọt. Làm sạch tạo bọt thì nó có làm sạch xà phòng và làm sạch diện hóa. Làm sạch xà phòng thì hiển nhiên nó sẽ mang theo những gốc xà phòng hóa ha, những cái muối natri và là kali, nó sẽ làm sạch lỗ chân lông rất tốt. Tuy nhiên cái pH của nó rất là cao các anh chị, cho nên nó sẽ chỉ dùng chủ yếu là cho da mụn, cho nhiều dầu. Và sau khi sàn xong mình kết hợp với toner để cân bằng lại cái pH cho da. Thì thứ hai là làm sạch cái điện hòa, thì mình vô bốn những cái điện hòa, thì những cái bài sau mình sẽ được mô tả kỹ hơn cái điện hòa. Thì cái điện hòa là cái hoạt động bề mặt nó cũng có hiệu quả làm sạch rất là tốt. Thì chúng ta lấy một điều rất là hiệu quả làm sạch với tính kích ứng nó tỷ lệ ngược với nhau, hiệu quả làm sạch càng cao thì tính kích ứng nó sẽ càng cao. Nhóm thứ hai là nhóm làm sạch không bọt. Làm sạch không bọt thì nó sẽ có cái lượng dầu rất là nhiều ha, kết hợp với chất chuyển hóa nhẹ. Thì khi thoa lên da nó sẽ loại bỏ các thành phần không tan trong nước hiện diện trên da, rồi sau đó mình sẽ rửa ra bằng nước ha. Thì trường hợp này có thể dùng để da khô, thì giảm tổng số lượng nhiễm và bụi bại, thì sẽ làm giảm cái mức pH và độ dạy của da. Nhóm thứ hai là các sản phẩm tẩy tế bào chết các anh chị. Nói tới tên là biết ngay nó sẽ tẩy tế bào chết đi. Thì những tế bào sống bên trong khỏe mạnh nó sẽ được lộ ra ngoài. Nó sẽ tẩy rất là đều, hấp thu chất tốt và ngăn ngừa tình trạng bệnh tật và chức năng vân vân. Thì cũng có thể dùng tẩy tế bào chết theo cơ chế hóa học hoặc cơ chế vật lý. Với cơ chế hóa học thì chúng ta dùng hóa chất làm giảm liên kết của các tế bào sừng thành những tế bào vàng chết. Thì có thể là cái nhóm alpha hydroxyacid, là nhóm beta hydroxyacid và thậm chí là retinol hay là các enzyme hữu cơ. Thì tẩy tế bào chết vật lý thì sẽ là dùng những tác nhân vật lý kết hợp với những cái chất trợ lực nên ta sẽ có khả năng tẩy bào mòn và tẩy những tế bào già chết. Mình có là dạng hạt và dạng cuộn, tùy theo từng loại dạng mình sẽ có những cái đặc tính riêng biệt. Ví dụ như là dạng hạt nó sẽ kích thích tụ hồi dưới da, phù hợp với da khô, da thông thường và hạn chế với da dầu. Dạng cuộn nhiễm dịch nó dễ lan tỏa trên da mặt khi mà chân lông. Tẩy tế bào chết và bã có làm tăng tiết dầu, phù hợp với da mụn, nội dung dầu. Nước hoa hồng thì các anh chị đã biết thành phần chính của nó là cái yếu tố giúp cân bằng pH của da. Ngoài ra nó có thể có thêm còn là sát khuẩn, thành phần dưỡng ẩm và những chất tự nhiên để tăng cường cái hiệu quả dưỡng da. Có thể những cái chất oxy hóa nè, chống oxy hóa nè, những chất làm sáng da, chất lão hóa cũng được thêm vào. Lâu sau như đã nói là có dạng chế phẩm dạng lỏng và những tương dầu trong nước có độ sánh thấp cho nước kim và siêu. Thì lâu xanh có nhiều cái nhóm lâu xanh khác nhau, các anh chị tới phần sản phẩm ha, và lâu bạn sẽ được học kỹ ha. Kem thì nó là cái dạng dầu trong nước. Thì kem dầu trong nước á, thì còn nước trong dầu, kem dầu trong nước thì ít gây nhiều rít dễ rửa, cấp ẩm và giữ ẩm tốt và lựa chuộng. Thì thông thường kem mình sản xuất ở nhiệt độ 70 đến 80 độ C rồi để nguội. Phần không bình nhiệt mình sẽ cho vô sau, ví dụ như các vitamin. Những cái tính chất SNC thì nôm na phần này là gì? Nó sẽ chủ yếu là dùng để cấp ẩm hoặc là quá ẩm, bảo vệ da và bổ những chất làm trắng và cho chất lão hóa cho da. Và serum huyết thanh thì sẽ lập tim. Và là những cái hợp chất như amylase thì nó sẽ có cái độ sánh cao hơn SNC và serum, là tập trung vào điều trị của nội tiết cho da theo lộ trình. Thì mặt nạ là sẽ gặp rất nhiều là mặt nạ, mặt nạ miếng cổ tông á, thì là cái dạng mình gặp nhiều nhất. Thì nó sẽ đắp lên da, những cái chất dinh dưỡng cần thiết sẽ được thấm vào đây và đắp lên da thì nó thấm lần lần vào da. Thứ hai, mặt nạ biocellulose. Thì mặt nạ này nguyên chất là cái cellulose nó được tạo ra từ cái vi sinh vật, thì tôi gọi là cái cellulose vi sinh vật cũng được anh chị. Thì đặc tính của nó là sợi của nó sẽ sợ mỏng hơn, đàn hồi tốt hơn, bền hơn và bền chặt hơn. Trên nhóm này mà mình sẽ tạo ra cảm giác là mịn màng và nó đẹp hơn, nó láng hơn so với cái cellulose thực vật. Thì đắp lên trên da nó sẽ ẩm ướt vào da mặt, băng hấp thu cái chất. Hydrogel thì có chút của nó có chút gel hoặc là dạng bột dẻo hay nhiệt cứng hoặc là ngủ v.v. mà nó xét cái thì sẽ đập thêm. Thì một cái việc quan trọng một cái mỹ phẩm mình sẽ chia làm ba nhóm chính là nhóm dùng ngoài. Nó ví dụ như sản phẩm mắt cúp, sơn móng tay nó không ảnh hưởng đến sinh lý của da. Nhóm dự phòng nó sẽ chăm sóc dưỡng da cho lão hóa để nó từ bề một để cho các động bên ngoài. Và thứ ba là nhóm sửa chữa tổn thương. Thì cái nhóm này thường thường là được điện là nhóm tương đối có tính chất điều trị cao hơn.
thì sử dụng cái nhóm thứ ba này cần có sự chỉ định của các bác sĩ và da liễu. Tuy nhiên các chị thì có thể là đôi cho mình tiện pha mình dùng cũng được ha. Sự hấp thu cái chất qua da đó các anh chị, với một cái chất nào đấy mà mình muốn cho nó qua da thì mình phải nói kích thước của nó có nhỏ hay không, thì dưới một cái đường tông thì nó qua da dễ dàng, dưới 400 thì nó thấm nhẹ qua da, thấm qua da được, dưới 100 thì di chuyển qua dòng máu luôn. Thì các chị hiểu ra là 100 đâm tông ha, tương đương với lại một acid amin, 1 kg đâm tông á là 1.000 đâm tông, tương đương khoảng 10 acid amin. Cho nên á, mình thấy rõ ràng cái phân tử càng nhỏ thì càng thấm sâu hơn, hoặc là các cơ hấp thụ như lỗ chân lông, tuyến mồ hôi, tuyến bệnh nhân. Thứ ba là độ hòa tan, hòa tan trong nước hay là chất béo, là độ phân cực ha. Thì tới điện dương hay tới điện âm hay là dương môi vân vân, tác động lên các rào cản vật lý và bệnh chính thì mặt da, hay tác động lên các yếu tố bên ngoài. Và sự hấp thu mỹ phẩm qua da nó còn phụ thuộc vào thứ nhất là gì, là cái từng chất, nhưng mà trong cái sản phẩm mỹ phẩm đó anh chị, nó là hỗn hợp của rất là nhiều chất, thì các chất này phải liên kết với nhau nên là kích thước có thể nó độ thấm thấm sẽ giảm, hoặc là các chất liên kết với nhau để làm tăng tính ổn định, ví dụ như peptide ngắn hay là acid folic, một sản phẩm làm trắng da đó anh chị, nó liên kết với acid amidic để làm tăng tính ổn định hơn, hỗ trợ các chất xâm nhập vào da, bên cạnh những liệu pháp như của sử dụng cồn thì sẽ làm thấm các chất vào da dễ dàng hơn. Một những phương pháp như là mài mòn hay là dấu hóa học thì nó sẽ loại bớt tế bào sừng đi, các chất thấm vào da dễ hơn. Siêu âm chụp điện nhẹ mi nhãn, liệu pháp ánh sáng vân vân. Thì các thành phần trong mỹ phẩm như các chị thấy chủ yếu là có vitamin nhất khoáng ha, các chất chống oxy hóa, các chất lỏng nhẹ, vitamin nhất khoáng là cái yếu tố cơ bản cần thiết để giúp các tế bào phát triển, chất oxy hóa để bảo vệ da, cái lỏng nhẹ giúp mình tẩy đi những lớp tế bào già chết bên ngoài, các cơ phát triển, chiết xuất từ tự nhiên, thì mình ám chỉ các chất chống oxy và tu trang, và là các dưỡng sức của protein, lipid và glucid vân vân. Thì mình sẽ nói đến đây thôi, cái phần ba la mã cái nhóm mỹ phẩm thì bữa sau mình sẽ nói tiếp. Thì bây giờ các anh chị mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ ha, rồi mình sẽ nghỉ. Chị nghe rõ không ạ? Dạ nghe thầy. Dạ nghe thầy. Bữa nay là ngày 29. Mai thầy mệt nghỉ với thầy ơi, tuần sau kiểm tra luôn thầy. Các chị chỉ làm bài tập được mà yên tâm. Đây là ngày 29 đúng không? Câu đó hả thầy?